chào cả nhà đã quay trở lại kênh Nhật Cường. Hôm nay thì Nhật Cường đang ở tại Nha Trang nha, đang trên đường đi lên Pleiku, có những trải nghiệm về du lịch ở tại thành phố Pleiku. Đó, tay lái lụa đó là bé Tý đang lái nè, phía sau người mặc áo cầu thủ đó là bé Tin nha, ở đây là bé Thịnh nha, ở sau là hai cầu thủ bóng đá nổi tiếng thiếu nhi Khánh Hòa Nha Trang nha. Bây giờ là trên đường này là đi tới một nơi gọi là ăn buổi sáng là bánh ướt số 1 tại Dục Mỹ nha. Nhiều lần là mình đã đi qua đây ăn rất là nhiều nhưng mà chưa có cơ hội để mình quay để mà chia sẻ cho cả nhà. Hôm nay thì sẽ chia sẻ cho cả nhà ăn bánh ướt số 1 như thế nào. Rồi, cách làm ra cái bánh ướt là sao? Nó công phu hay kỳ công hay sao? Đó, để mình chia sẻ nha. Đó. Và không quên là chúc cả nhà mình luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mà luôn đầy niềm vui, hạnh phúc nha. Giờ là 8 giờ 22 phút nha. Đến ngày ngã ba Ninh Hòa và bây giờ là xe chúng tôi đang chạy vô thị trấn. Đó, tại vì cái quán này nằm trên đường đi Buôn Mê Thuột. Và cái đường Buôn Mê Thuột này sẽ băng qua Pleiku dẫn được luôn nha. Thì khoảng đâu còn 8 phút nữa thôi là sẽ đến nơi bánh ướt số 1 Tuyệt thủ làm như là đang ủ rũ, như là chưa ăn sáng cho nên thành thử hơi bị đuối như trái chuối. Đó. Xe chúng tôi đang từ từ chạy đến bánh ướt số 1. Số 1 đó, quán rất nhỏ nhưng mà rất đông nhé. Mình vô đói quá xuống không nổi hả, chờ hả đó. Thiếu niên Hàn Quốc không đó, lực lượng thiếu niên Hàn Quốc rồi xuống. Đó, đứa số 1 có số điện thoại không? 0164920 2649. Đó. Bây giờ mình dạo một vòng. Ở bàn nào? Ở đây hả? Gặp lại bà cười hoài rồi, thấy không? Bà cười tươi gói luôn, thấy không? Đó. Không thấy cường ghê đâu. Hả? Thấy trĩ không có thấy ghê không? Trẻ được rồi. Đây, khoan đây. Đó, khoan đó, nước. Nhập tường. Chờ quán nước mà người nổi tiếng vô đây chưa? Bây giờ rải gì đây? Tôm. Tôm không? Đó, bánh nước mở một cái công phu không? Đưa cái bánh nước mở cái dĩa gì đó. Công phu để sao nha. Vấn đề là cái này là thẻ không phải hạt. Dạ. Và bây giờ chúng ta từ từ xem cách đúc và chán bắt nước như thế nào nha. Đây, bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là có hai nồi đúc. Một bên là đó, bây giờ đang đúc đó. Còn bên này là chuẩn bị là khuấy bột nè. Đó, bây giờ vớt cái bánh này ra nè hả. Hai cái nồi rất là đơn giản thôi, xài bằng hơi nước và căng ra một cái miếng giải, đó là miếng giải nằm ở trên, sau đó ta đổ bột là phin lên, rồi sau đó chờ nó chín rồi cái cây nó chọt lên thì chúng ta vớt ra thôi, bỏ lên dĩa, thế là xong một cái công đoạn, rồi sau đó đem qua bên bàn, rồi sau đó ta phải rải tôm rồi bắt đầu bỏ mỡ hẹ vô, là thế là đem lên bàn thưởng thức với nước mắm. Rồi nước mắm trơn trong hoặc là nước mắm nêm pha loãng tí xíu rồi bỏ ớt vô, phải nói là trên cả tuyệt vời. Chơi là nước quấn vô
để lên dĩa để cho hương cái vô cái dĩa vậy, nó công phu công phu. Vậy chắc món đây đặc sản đây ha, để đặc đặc sản đây chị là khách hàng đặc biệt ra cho chị cho Trang ra luôn mới ra. Ờ, chị có đi đâu mua thuộc hay Đắk Lắk hay ra chiều đây ăn bánh nướng rồi đó đi ăn bánh hả? Em đi Pleiku. Pleiku hả? Ủa mấy đứa ấy dẫn đi hả? Là những cầu thủ đá banh ba tí con em đó. Ủa chị ra đây chị ăn bánh nướng thôi về ăn nước vậy. Đó, ý là quê mình là xưa ở đây. À. Ở người mình là mình có chồng đó ở đó. À. Bây giờ đây công việc làm ghế, có mỗi lần về là ghế. À, có mỗi lần về ghế ăn mới nướng rồi ghế hả? Từ hồi nhỏ đến giờ mà. Nhỏ giờ hả? Nướng được ngon quá. Đó, coi là nhìn nè. Xoài chắc dần. Đó, ngon quá nguy hiểm. Chờ đợi bánh nướng. Mặt tư lên. Mặt tư lên, chờ đợi bánh nướng. Mặt tư lên. Đó. Đó, ông đang chờ đợi bởi vì kiếm miếng ăn sáng cho nên trước khi đi cho nên ai cũng phải chờ đợi nghe cái nước này rất là ngon, nước mắm chấm tuyệt vời, chả ăn rất là tuyệt vời. Đó, thấy dĩa xoài không thể muốn chạy nước miếng rồi. Bạn đây bình quân chắc người phải ăn 20 dĩa, 20 trái mới đủ. Để xem mấy bạn này sức còn thiếu niên trẻ xử lý ra sao nhé. Tàu đi Thịnh, bạn la bấm quá nè. Đó. Bạn kia, bố bạn nhỏ, bố bạn chơi trước đi. Dưới cầm trên tay đây là cái quấn dùng hai cái đũa để quấn đây là thành như vậy quấn và bỏ vô miệng đó ngon lắm à sức trẻ nè.
thông báo cuộc đua giờ con đường dài. Hiện nay mình là được 8 dĩa rồi. Đó, giờ đây chúng mình đếm ra. Đây là 2, 4, 6, 8, 9 dĩa rồi bạn. 9 dĩa. 7 dĩa. 7 dĩa. Bạn là 9 dĩa. Tới nhiêu rồi? 2, 4, 6, 8 dĩa. Mới có nửa đường hả? Mới có nửa đường thôi nhé. Chúng mình tiếp tục. Đó, đây là cái của mình. Bao nhiêu? 9 dĩa hả? 10. 10 hả? Nhiều quá vậy? Nửa đó, nửa đó, nửa đó, nửa đó. Đó. Thở rồi. Chỉ tiêu mình là dĩa vô đồng 12 cái nhưng cuối cùng được 15 cái. Vì thấy ngon miệng quá cho nên uống tới 15 cái. Cái mắm đã quá, hấp dẫn quá. Chả ngon. 10 cái. Bà này chắc hơn. Bà này bao nhiêu? 15 hay 16? 15. Bà này? 12. 12 hả? Bà này? Có 10 cái hả? Tên 10 cái hả? Con Thịnh? Nhiều? 15 hả? 2, 4, 6, 8, 10, 15. Ghê vậy? Thành tích cao rồi, tiêu chuẩn. Đó là dĩa không à? Này vui nè. Báo bánh nước mà dĩa không. Ai vô cái lộn mệt nha, thấy dĩa không đã mệt nữa. Đó, có chuyện liền nha. Cương cương là thấy dĩa phát do vô gặp bác sĩ Cường luôn. Mình tưởng là cuộc chiến đã kết thúc nhưng mà bạn Thịnh quyết định ăn nữa bởi vì ngon quá. Đặc biệt bạn Thịnh ăn không cần chấm nước mắm, không cần ăn xoài mà ăn bánh ướt không với chả luộc có ghê. Ăn mắm gì đây? Ăn xong đó. Mỗi bạn ôm bỏ cái điện thoại chơi gì đó nhá. Ăn xong rồi bỏ cái điện thoại. Được khi chia tay thì cũng coi giật lại phú nghề cuối á. Đó. Phú nghề cuối à. Một chi tiết hơn. Rồi bỏ vậy. Đó, đổ giá rất đơn giản thôi. Đó, đồng đờ đồng đếm rồi. Cứ một cái bánh là cái nửa nửa ống. Buổi sáng mình hết rồi bột đâu. Xong thứ hai. Tối thứ hai hả? Ồ quá nhiều rồi. Mình bán từ mấy giờ chị? Dạ con bán 6 giờ. 6 giờ sáng đến mấy giờ? Dạ 10 giờ rưỡi trưa. 10 giờ rưỡi trưa nghỉ. 6 sáng 10 giờ rưỡi trưa. Ở đây mình có địa chỉ không? Dạ. Có số điện thoại, đọc số điện thoại đây nhưng mà có địa chỉ để người ta biết ta đi trên đường đi Đắk Lắk hay đi Pleiku ta ghé ta thưởng thức. Dạ. Ở Bình Thạnh, Ninh Bình. Bình Thạnh, ở đây là gọi là Bình Thạnh. Dạ, Bình Thạnh. Bình Thạnh. Số địa chỉ. Dạ, không có số nhà. Không có số nhà hả? Gọi là bánh nước số 1 hả? Dạ. Bình Thạnh, Ninh Bình. Dạ. Ninh Hòa, Khánh Hòa. Ninh Hòa, Khánh Hòa. Đó. Đó. Chia sẻ cho mọi người cùng biết thưởng thức. Ồ, cuối cùng dẫn bao thêm cái để đủ 11 hả? Bao nhiêu? Cái gì vậy Thịnh? Bà là tháp ít fan nữa hả? Trời ơi, coi nó làm 20 cái luôn rồi đấy.
quá trời thịnh này. Phải nói là cứ mỗi lần mà đi Đắk Lắk hay là Gia Lai thì có dịp ghé bánh nước số 1 này thưởng thức, nhưng mà lâu lắm rồi chưa bao giờ quay để mà chia sẻ cùng cả nhà. Này mới có dịp để quay chia sẻ cùng ở nhà để cho những ai chưa thưởng thức thì có dịp tới đây thưởng thức nha. Và bây giờ đã đến trạm thu phí, cũng là lúc nói lên những lời tạm biệt. Sau khi ăn xong một bụng no nê rồi, thịnh 20 cái mình 15 cái, bạn tí 11 cái, bạn tí 10 cái và hai bạn kia 15 cái. Bây giờ tàn sát bánh nướng tại số 1 và xong clip cũng khá dài. Giờ chúng tôi xin chia tay với cả nhà và trên đường đi Pleiku đây. Không quên chúc nhà mình luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Mình nhớ đăng ký subscribe theo dõi nha. Cảm ơn nhiều. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV, chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.